Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Trên nâu thuyền, bây giờ cuối cùng đã gom đủ người rồi. Các vị hãy nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có thể đi vào con thuyền tuyến rồi. Hai vị ân nhân, ta là Thẩm Ngao của đại dịch Phúc Địa. Hiện tại có thắc mắc, xin hai vị hãy giải đáp nghi hoặc cho ta. Tiền bối không bận, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đổi một nơi khác rồi nói. Thủ đoạn đuổi mặc chi lực gọi là tịnh hóa chi quang, bí thuật này người bên cạnh có thể tu hành được không? Hai đạo ấn ký này là thi triển, là căn bản bí thuật này của ta, mà tiền bối ban tặng hai đạo ấn ký này không ở mặc chi chiến trường. Người bên cạnh nghe rằng không tu hành được đâu. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi đã có được bí thuật này, tuyệt đối là phải bảo vệ tốt cho bản thân. Sau này một mình ngươi có lẽ sẽ làm bách vạn sư của nhân tộc đấy. Lời nói này đúng là xem trọng mình rồi. Cho dù mình có bản lĩnh tịnh hóa, nhưng muốn triệt để đánh bại mặc tộc, chủ yếu vẫn phải dựa vào thông thiên chi uy của các tiền bối rồi. Đúng rồi, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Tiểu càn khôn của tiền bối có phải là bị sứt mẻ gì đúng hay không? Không sai, chính là bị cắt bỏ tiểu càn khôn. Ta mặc dù là thất phẩm, nhưng thực lực lại không như trước đây. Vậy tiền bối xem thử thứ này có tác dụng với người hay không? Huyền Tẫn Linh Quả. Bảo bối này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Chuyện này nói ra thì dài dòng, là một vị tiền bối khi chết đã tặng cho ta. Tiểu huynh đệ, vật này rất có tác dụng với ta, ta sẽ không từ chối đâu, sau này nhất định là sẽ báo đáp. Đúng rồi, trong nhà ta còn có con gái. Dừng lại, suy nghĩ của tiền bối đúng là nguy hiểm thật. Không, là sâu sắc. Thực lực của tiền bối hồi phục rồi, đối với kế hoạch của chúng ta cũng có sự giúp đỡ, không cần phải khách khí như vậy đâu. Chỗ ta còn có mấy linh quả, hay là tìm thêm người để dùng đi. Đúng là có một chủ ý hay, cục diện bây giờ, thêm một vài chiến lược đối với chúng ta mà nói cũng rất có ích. Hai vị không cần làm vậy, bọn họ sẽ không cần đâu. Tại sao? Mặc chi chiến trường cũng không kém hơn so với nơi khác, mọi người gặp được cơ hội hiếm có này, đều sẽ lựa chọn để lại thượng phẩm khai thiên. Mặc chi chiến trường mọi người đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn phương án có lợi với đại cục. Chính là vì những người này ở đây, thế giới tam thiên mới có sự yên ổn ngàn năm. Lãnh địa nào đó, thủ đoạn phi thường của vị tiểu huynh đệ, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Uy Nguyên Phúc Địa, Kỳ Tần Sơ. Đan Dương Phúc Địa, Linh Kỳ Trí. Chuyến đi này lại cứu được hai vị thất phẩm, thực lực của quân ta đã tăng lên rồi. Nhờ phúc của tiểu huynh đệ, tiểu càn khôn của ta đã không còn khiếm khuyết. Lần này đi về tiền tuyến nhất định là sẽ giết bọn họ không kịp trở tay. Có chuyện rồi. Của những mặc tộc này không đúng. Xem ra hình như là từ tiền tuyến chiến trường đánh lùi lại rồi. Lẽ nào bên tiền tuyến đánh xong rồi? Không thể nào. Đại quân của mặc tộc mỗi lần tiến công đều sẽ duy trì hơn 10 năm hay 20 năm, thậm chí là cả trăm năm. Không thể nào nhanh như vậy đã lui binh được. Bọn họ càng lúc càng gần lại rồi. Chúng ta có cách ra tay hay không? Nếu như ra tay, hàng trăm tên mặc đồ này có thể ứng phó được hay không? Tiền bối yên tâm, cho dù có bao nhiêu mặc đồ, vãn bối đều có thể cứu được bọn họ. Thế thì ra tay thôi. Có kẻ địch tập kích. Trận chiến này nhân tộc của ta toàn thắng. Phùng Sư Tỷ, người này là một tên mặc tộc, mặc đồ vừa nãy ở trong đại quân của mặc tộc, mới được Dương Tiểu Tử cứu. Hắn nói có tình báo quan trọng muốn nói với chúng ta. Mấy vị sư thúc, đây là cái bẫy của mặc tộc, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mấy vị sư thúc, đây là bẫy của mặc đồ, xin nhanh chóng rời khỏi. Có ý gì chứ, nói rõ xem nào. Mặc tộc sớm đã nhận ra có bất thường nên phái người thu lưới điều tra. Lúc này, mặc tộc đang trên đường tới chi viện. Với lại lần này, người chủ trì còn là một vực chủ. Ta đã nói, toàn,
Toán Mặc tộc này sao lại rút hết từ tiền tuyến về? Hóa ra là phát hiện ra hành động của chúng ta. Mặc tộc bên này tổn thất không nhỏ, chúng ta bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là không ngờ chúng lại phản ứng nhanh như vậy. Vực chủ, Mặc tộc là sự tồn tại ngang hàng với bát phẩm. Nếu động chạm với cường giả như vậy, chúng ta chẳng có ai là đối thủ cả. Chư vị, đến lúc chúng ta mạo hiểm rồi. Ý Phùng sư tỷ nà. Một mực muốn yên ổn, chỉ khiến cho hoàn cảnh của chúng ta thêm khó khăn, chi bằng xử lý chúng đi một thể, cược một phen. Ta đồng ý, người trong tay chúng ta tuy không nhiều, nhưng nếu tìm được cơ hội, chưa chắc đã bị xé lát trong tay của đại quân Mặc tộc. Năm đó bị Mặc hóa, lão phu đã chết một lần, các ngươi nói làm thế nào thì lão phu sẽ làm như vậy. Được, vậy chúng ta lập tức khởi hành. Quay lại giết Dương tiểu tử, chuyện này ngươi nhất định là phải theo sát ta. Sự tồn tại của Dương Khai có ý nghĩa rất lớn đối với nhân tộc. Cho dù là mất mạng, ta cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Tiền bối yên tâm, vãn bối không làm kìm chân của chư vị đâu. Mấy ngày sau, Mặc Vân, đám mây của Mặc ngày càng ít rồi, có nghĩa là chúng ta cách tiền tuyến ngày càng gần rồi. Là vực chủ của Mặc tộc, chư vị tiền bối áp sát ta. Đợi nát dù xảy ra chuyện gì thì mọi chư vị thì mong chư vị tuyệt đối là đừng dùng sức mạnh của mình. Tiểu huynh đệ, có chắc chắn hay không? Tiền bối yên tâm, ta sẽ không lấy mạng mình ra để đùa đâu. Đáng ghét. Đây là thần thông không gian, đúng vậy. Loáng một cái chúng ta đã được di chuyển tới xa vạn dặm. Không gian thần thông ta có nghe nói, nhưng nháy mắt đi tới khoảng cách xa thế này đúng là không ngờ tới.